Cô Nhung xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta học tiết cuối cùng của bài Unit 2, Our Vacation, Lesson 6. Bây giờ, cô và các em chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem bài 6 có những nội dung gì nhé. Vậy là bài số 6 hôm nay chúng ta sẽ luyện tập kỹ năng các em ạ. Chúng ta có 3 kỹ năng: nghe, nói và viết. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi từng kỹ năng một nhé. Ở bài tập này, các em sẽ nghe và suy nghĩ xem Phong dự định sẽ làm những việc gì trong tuần này. Và cô sẽ để chúng ta nghe hai lần. Lần một chúng ta sẽ nghe, lần hai chúng ta sẽ nghe và khoanh tròn đáp án. Are you ready? Very good. Listen. Listening 20. Listen and circle. 1. Hello, Feng. How are you? Great, thanks. It's the school vacation now. I know. What are you going to do this week? I'm going to visit the zoo on Monday. I love the zoo. 2. Are you going to ride your bike? Yes, I am. I'm going to ride my bike in the park on Tuesday. 3. What are you going to do on Wednesday? I'm going to help my dad on Wednesday. We're going to clean his motorbike. Oh, I see. 4. What are you going to do on Thursday? I'm going to watch TV on Thursday. There's a great movie on TV. Oh, that's good. 5. And what are you going to do on Friday? On Friday, I'm going to play soccer. That's nice. Have a great time. Thanks. Bây giờ, lượt thứ hai, chúng ta sẽ tua lại video và nghe lại giùm cô nhé. Sau khi chúng ta nghe xong, họ đã hoàn thành được đáp án, thì chúng ta sẽ tới phần kiểm tra đáp án của mình. Phần đáp án các em nhé. Vậy là thứ hai, Phong sẽ đi visit the zoo, tức là đi tới vườn thú. Thứ ba, ride my bike. Bạn sẽ đạp xe đạp. Thứ tư, help my dad. Giúp ba. Thứ năm, watch TV. Xem TV. Và thứ sáu, play soccer. Chơi đá bóng. Đó là sáu cái hoạt động. Năm cái hoạt động mà bạn Phong sẽ làm trong tuần. Bây giờ, chúng ta chuyển sang phần khác nhé. Bây giờ, chúng ta chuyển sang phần kỹ năng nói các em nhé. Speaking. Ask and answer about you. Chúng ta sẽ hỏi và trả lời về bản thân mình. Thì chị các em nhìn cho cô ở các từ ở trong ô người ta đã cho sẵn ở đây. Đây là các cái cụm từ diễn tả những cái hoạt động mà chúng ta thường làm trong ngày. Còn ở phía dưới câu hỏi người ta cũng đã cho mẫu sẵn rồi. Vậy thì sử dụng câu hỏi này, các em sẽ dùng cấu trúc ngữ pháp thì tương lai gần, be going to. Bài trước cô đã hướng dẫn các em về cái thì này rồi đúng không? Thì cô hy vọng rằng cái phần kỹ năng nói này các bạn chúng ta sẽ luyện tập thực hành một cách rất là nhuần nhuyễn, rất là trôi chảy ha. Bây giờ cô sẽ hỏi, các em sẽ trả lời câu hỏi của cô. Câu trả lời các em có thể lấy các cụm từ ở trong ô, hoặc nếu tốt hơn thì chúng ta lấy ở ngoài nhé. Okay, let's go. Question number one. What are you going to do on Saturday? What are you going to do on Saturday?
Question number two. What are you going to do on Wednesday? What are you going to do on Wednesday? Question number three. Are you going to listen to music on Tuesday? Are you going to listen to music on Tuesday? Question number four. Are you going to ride your bike on Monday? Are you going to ride your bike on Monday? Finish. Ok, rất là tốt. Đó là bốn câu hỏi của cô. Chúng ta sử dụng thì tương lai gần nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một kỹ năng tiếp theo. Kỹ năng viết. Ở phần kỹ năng viết, các em sẽ hoàn thành bài tập ở phía bên tay phải, bài số 3, điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Chúng ta lưu ý cho cô ở phía bên ô bên tay trái của mình, người ta đã cho sẵn các cái phần của một lá thư, bắt đầu thì có những chữ gì, kết thúc có những chữ gì. Các em có thể dựa vào cái ô này và chúng ta hoàn thành trong bảng cho cô nhé. Bây giờ cô sẽ làm ví dụ trước. Start, cô sẽ dùng chữ Dear Jenny. Jenny thân mến. Và các em lưu ý chỗ này cho cô nhé. Sau chữ Dear Jenny hay còn gọi là sau cái tên của ai đó, các em phải dùng dấu phẩy cho cô, chứ không dùng dấu chấm nha. Dear cộng với tên, sau tên sẽ là dấu phẩy. Tiếp theo, sau khi về nhà hoặc sau khi tan trường, tôi sẽ play sport, chơi thể thao and do my homework, và làm bài tập về nhà. Rồi, what are you going to do? Đó, và and là kết thúc, thì kết thúc cô sẽ sử dụng cụm từ write soon. Vậy sau write soon, chúng ta sẽ dùng dấu chấm. Đấy, và cuối cùng sẽ ghi tên của mình, ví dụ cô sẽ ghi tên là Mike. Bây giờ tới lượt các em sẽ tự hoàn thành bài tập này cho cô nhé. Chúng ta chuyển sang phần bài tập trong sách workbook trang số 19. Bài tập hôm nay chúng ta có 3 bài. Bài đầu tiên là sẽ khoanh tròn và đáp án đúng. Bài thứ hai là sẽ đọc một cái đoạn văn nhỏ và sau đó đánh số. Và bài số 3 là Kem sẽ viết một đoạn email hoặc là một lá thư cũng được. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi vào từng bài một nhé. Cô đang trình chiếu bài số 1 và bài số 2. Bài số 1, Kem sẽ đọc câu ở phía trước và khoanh tròn vào chữ start hoặc là end sao cho hợp lý. Cụm từ nào bắt đầu thì Kem sẽ khoanh tròn vào chữ start. Cụm từ nào kết thúc cho một lá thư thì Kem sẽ khoanh tròn vào chữ end. Bài tập số 2. Đầu tiên Kem sẽ đọc cái email này trước. Sau đó gạch chân cái chữ nào là bắt đầu email bằng bút màu đỏ. Và sau đó sẽ gạch chân chữ nào kết thúc email bằng bút màu xanh. Và khi hiểu được cái nội dung email này rồi thì chúng ta sẽ đánh số tương ứng ở bức tranh bên cạnh. Bức tranh số 1 người ta đã làm mẫu. Các em chỉ cần đánh số bức tranh số 2, 3 và 4. Bây giờ chúng ta tạm dừng video và hoàn thành hai bài tập này cho cô nhé. Bài tập số 3, các em sẽ viết một email tới Tom. Em sẽ nói cái nội dung của email là em sẽ nói cho Tom biết rằng cuối tuần này em dự định sẽ làm việc gì.
Kem đối chiếu phần đáp án của cô với của mình xem chỗ nào chưa đúng thì chúng ta chỉnh sửa lại nhé. Câu số 2. Hi với how are you? Đó là câu mở đầu thì cô đã gạch bút màu đỏ. Và cuối cùng bye for now, write soon là câu kết thúc thì cô đã gạch bằng bút màu xanh. Còn cái thứ tự của bức tranh thì cô đã ghi sẵn ở bên rồi, chúng ta xem giúp cô nhé. Bài tập số 3, viết đoạn email. Bài tập này Kem sẽ tự viết cho mình. Cấu trúc bài email như thế nào thì trong sách người ta đã ghi khá là rõ ràng rồi. Kem dựa vào đó nhé. Còn phần cái phần nội dung thì chúng ta sẽ tự nghĩ. Và cái phần email này Kem sẽ sử dụng thì tương lai gần be going to để viết dự định các hoạt động sẽ làm trong tuần, trong cuối ngày cuối tuần. Vậy là bài học của chúng ta kết thúc tại đây rồi các em ạ. Cô hy vọng rằng sau bài học này, các em sẽ biết được cách viết một email tới cho bạn của mình. Hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.